chứ không phải thiền tâm này có cái ác ý gì đâu, mà nó được chuẩn hóa lại tất cả những người tu đạo Phật cũng tu cái gì thì tôi tu cho đúng. Để vậy thành ra trong cái quyền ký và trong cái bốn quyền ký nó nói sao là tu cái gì thì phải ghi cho rõ ràng. Giống như người thế gian anh mở cửa hàng bán cái gì thì phải nói cho nó rõ, chứ không phải đến cửa hàng thâu lúc đó hỏi họ có mua bán cái gì phải ghi cho rõ, phải hiểu chỗ này. Còn là ý chánh của con hỏi này, con hỏi thế này là nãy giờ thì nói là như là một người cư sĩ tu thiền tâm thì cũng buôn bán rồi mình động vật được không thầy? Bây giờ cái này tôi nói thì không, còn có coi cái đoạn mà kêu bằng một câu tên đồ tể cũng giao thành Phật, tức khi có người đó để giết người đó là ta còn thành Phật, có nghĩa là cái giết người ác đức phước đức nó nằm trong quy luật nhân quả. Khi mà về Phật giáo đến trung tâm vận hành luân hồi rồi thì điện từ tới đó là nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, từ nhân quả thì tới đó điện từ dương ức âm trở về âm dương, trở về dương có trả trên thì cái tánh Phật và công đức nó là cái chân dương nó trở về Phật giáo được. Còn kia tôi giống như bây giờ con tắt cái nhà 10 cái cửa sổ con đóng hết tốt mình ha, tối tối thì có bóng đèn mở để sáng trưng hết, nó cũng vậy không? Bây giờ ở đây mà tại sao mà Đức Phật đó là một tay đồ để buông giao thành Phật, người ta đã lỡ thiết, nhưng mà khi mà ngộ được tiền thì tất cả những cái ác đức, cái phước đức đều nó tan hết, nó thành cái đề đó. Mà bởi vì thí dụ nhận được cái phật tánh nó thành thánh rồi, hồi xưa đó mình không biết cái phật tánh, được nghe ai nói gì cũng tin là tin về thánh người. Bây giờ biết rồi thôi cho đọc chữ được tôi cũng không buồn, do đó không có phật tánh để chữ được rồi. Ở đó kiều lắm đó. Ta chữ 10 mình có chữ thứ hai, còn tánh phật khỏi trời ông chữ như chữ nó bài giống như nước đổ lá mồ mà không biết nó đổ ra xe cho đổ không dính, đó là nó vậy, nguyên tắc là nó vậy. Chứ còn cái chuyện mà gia đình làm này nếu mà tuyệt đối đúng sắc sơn mà ăn đồ ăn thức ăn thịt cá người ta bán được chứ đừng có đem về ăn đồ cá, đừng cắt cổ con gà cúng con bò cái đâu được, cái đó là cũng giải thoát được chứ phải, nhưng mà đều mình phải đó là cái lực trong mạnh không có được, còn yếu yếu một cái này thì chịu nổi, nhưng mà nó kéo mình chịu nổi rồi còn hỏi chứ bỏ năm con nhìn năm này. Xin chào chú Nhân với các chị chùa, xin chào các chị ở Đồng Ao Sa, cho tôi hỏi đi về sớm tới tối không đi được. Mình tu thiền tâm là chủ yếu hỏi cái công thức giải thoát đó thầy. Trong 48 câu kệ của Đức Phật đó, tính nước thì đã dựng lên cao đến đỉnh lại gây về nguồn. Còn mình khi mình gơi á, mắt tăng mình gơi á, mà mình gơi ra ngoài không gian nó có nó nằm trong cái ống dẫn không vậy? Rồi tới đây hết rồi gơi rồi nó có bị dội không thầy? Thế thầy già thì chú giùm trả lời giùm. Bây giờ cái rơi đó, bởi vì cái ác đức thì nó rơi vào cái đất này, hút vô cái đất. Còn cái phước đức á, hút ra khỏi cái đất. Còn cái công đức á, nó không dính vô trong cái đất được, mà nó không lên được, mà nó rơi, nó không vậy. Nó rơi cho đến khi nào hết rơi, hết được rơi, thì điện được như cái gì chở cái công đức và cái tánh Phật đi, đó là trung ấm thân. Trung ấm thân đó là nó có là cái tính người đó, nó có là thành trung ấm thân, giống như sắt thép đóng thành chiếc xe, mà khi nó đến tới trung tâm vận hành luân hồi thì nó không còn bị lưu hút nữa, thì điện từ âm dương nó rã ra, đại trung ấm thân nó rã ra thì Phật nhãn mình nó mở ra, công thì Phật nhãn vừa mở ra thì cái lực rơi này nó rơi theo vận hành, nó bị điện từ dương nó đẩy ra, nó có lực được dương đẩy ra để về Phật giáo, để hiểu chỗ này. Đó thì bởi vậy thành ra tại sao mà trong kinh nó nói là tất cả người ta không hiểu chỗ này, khi nào mình rơi tới đó thì anh chùa Phật nhã
người bỏ ra thì đầu tiên một vị Phật đã nói thì kêu bằng nghiệp chướng bụng lấy không, có nghĩa là dù nghiệp trong này cái gì đi nữa nó không phải là sự thật, nó là ảo giác, nó là do cấu tạo. Cũng như bây giờ này người ta nói là tứ đại không thật, bây giờ mình còn đây nó không thật cái tin đâu, nhưng mà khi mà đem lên mình đứng hòa đốt cái được biết hết thành thì đừng một tiếng một sau là nó biến mất hết. Nếu nó thật thì nó chán nó thì cái nghiệp chiếu bụng này không, cái vào vô tâm thì nó tự nó tan ra, tánh Phật mở ra thì tánh Phật nó nói được cái câu này thì người đó mới là giải thoát. Thì bây giờ tôi thấy có nhiều người thì cũng nói tới cái điều này, nhưng mà họ nghe ta nói nó lợi cho vui không, cho biết là nói câu này ở chỗ nào mà ai nói. Thì một vị Phật tới đây mới nhìn thấy được sự thật đó là vậy. Cũng như cái người mà bây giờ còn sống không khi nào mà nói được cái câu này, tài sản không phải của tôi, câu đó là thật. Nín thở rồi mới nói được câu này, buông mà tới đó buông rồi thành ra thì tất cả những chuyện gì mình có tạo thế gian với chúng ta đều hoàn toàn mất hết, đó là nghiệp. Thì cái câu đó là tài sản phải của tôi, dù cái thân này không phải của tôi, nên tới cái ngày đó đó, tới cái ngày mà chung chung quan tài mình đem đi đốt mới nói được câu này. Năm một năm xa chết là nên là sẽ thấy tất cả người trước khi chết sẽ được lên như thế này, thấy rõ ràng. Còn bây giờ mình thấy không rõ đâu, nhưng mà đúng chạm với nó là cứ hỏi tiếp đi. Còn con này là nó có nằm trong áo nhẫn không, là hay là nó rơi ở ngoài không gian không tự do, nó có rơi nó nằm trong áo nhẫn không? Cái áo nhẫn nó bây giờ nằm ở ngoài cái không gian. Bây giờ cái dòng điện từ đưa nó về thì nó rơi theo cái đường ray, nó quay thẳng lúc nó kéo về tới trung tâm điện ảnh trong quang trận. Còn cái hút cũng vậy, nó hút, nhưng mà khi mà cái đất nào ở trên cái tâm giới nó có sáu cái đất, mà cái đất nào mà nó nghiêng đến trung tâm điện hành điện hồi thì nó hút vô, nó hút theo. Ta gọi là cái đường ống dẫn, cái sự tạch nó hút bằng cái lực của cái trái đất thì nó mạ sát vô cái trung tâm điện hành điện hồi. Bởi vì mình tâm một tâm giới nó có sáu cái đất sự sống được chứ không phải có một, thành nó đảo mà nó quay đảo khi nào trong tánh Phật từ kia nó rơi và cái hành tinh nào hồi đó mình ở đây thì rơi vô Nam Diêm Phù Đề, còn tánh Phật bạn bè mình nó rơi vô chỗ khác, mình hiểu. Mà nó rơi chừng nào mà nó hết đâu đó, nó quay cái cuộn. Bây giờ có mấy người mà đi chơi kia mà đi chơi đường sống á, nước sống mới hiểu cái này, nó phải lựa cho cái đường sống nó đi thao cùng nó đi tới chỗ không không có được cái sống nó còn đánh rồi thì cái kia rơi vào cái chỗ mà không còn hút rồi, nó rơi. Bây giờ mình bỏ chuyện mà nó rơi chặn rơi lại là chỗ này để rút con nước thật nhiều, nó rơi rất nhanh để về trung tâm điện hành luôn rồi, còn con nước ít thì nó sẽ lượn lên theo đó. Thì nguyên tắc nó là vậy. Bây giờ cái này á thì chắc là chừng thời gian ngắn thì có mấy cái anh là ta làm phim 3D đó, ta nói chuyện này tương tư nó có hướng dẫn rồi, thì mà nghe được cái này nó hiểu minh quả bằng phiên bản các bạn nó hiểu. Chứ bây giờ nói chuyện thì người nào có khi mà có nhận thức sâu á nó hiểu, còn những thức cạn không nó khó mà hiểu vậy. Nó có cái phiên bản đề nó biết giống như ngày xưa đó, mình thí dụ từ Cà Mau tới đây nó không có cái bản đồ thì cứ mò đi thôi, cái gì có bản đồ dễ ạ, đi theo cái bản đồ không có hỏng lại. Cái hồi xưa đi nếu không có bản đồ đi lại bởi vì mình không biết cái mình đích đến. Bây giờ đó, bây giờ truyền thông nó ra đời rồi thì nó chỉ tất cả những chi tiết đó thì chắc chắn là không sai, nhưng mà thật ra tuy có hiểu nhưng mà hiểu bằng cái khoa học chứ đừng có hiểu, đừng có nghe nó hay thì nhào vô, đúng không đâu. Muốn hiểu cái gì phải hiểu bằng cái thực tế rõ ràng chứ đừng có nghe đâu rồi tin đó, bởi vì thiền tâm cũng không tin đó. Bây giờ tại sao ta vô cái chùa thiền tâm này nó nhiều, là vì mấy chục năm trước ta tặng đi đường đủ hết, ngọc dân bảo làm giải quyết được cái này, mà đây thiền tâm ta nói ta giải quyết được cái này thì mình gọi là tạm tin thôi,
giống như là chỗ tạm tin thôi, đừng có tin thiệt. Nếu mà chỗ nào hay hơn thì cứ tin chứ đâu phải là lâu. Nhưng mà cái này người ta giải thích rõ ràng bằng cái quy luật đàng hoàng, nhân quả luân hồi. Đây chưa chắc cái chùa nào mà dám mà giải thích cái nhân quả, chỉ có chùa Tịnh Diệu mới dám tại sao cái nhân quả nó có. Chứ bây giờ tất là tất cả các chùa nó ở trong chuẩn bị nhân quả hơn sao mà cũng bị nhân quả, người ta nói là mát rồi mát, nó là cái chuyện đó. Cái chuyện mà nói vậy, nhưng mà tại sao anh phải hiểu được cái tình này. Mà khi đi qua đây nó ra thì tại sao anh làm cái này nó thành tựu cái này, anh làm cái này nó thành tựu cái gì, đó là cái nguyên tắc của nó, phải hiểu cái chỗ này. Rồi quan hỏi nữa đi. Con cũng xin cảm ơn nhiệm vụ, cảm ơn các chị cho tôi hỏi câu hỏi này. Con xin hỏi một số câu hỏi. Đứng thứ hai cho con hỏi là một người thấy rằng anh thấy thanh tịnh của Phật tánh có thể diễn đạt như thế nào là đúng. Con có đọc trong quyển thứ 7 thì thấy con có dạy khi ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy vẻ tánh thanh tịnh, cái thấy của ngài nhìn thấy chỉ nhỏ như cái ống kính viễn vọng thật dài. Còn hiện nay sao con nghe nhiều người nói rằng họ cũng thấy rằng Phật tánh nhưng là thấy ba la trùm khắp. Chúng xin thầy để mình nói. Ý của anh hỏi là diễn đạt là gì mà cái thấy trong thanh tịnh Phật tánh đó, tại sao trong sách đó thì lại nói rằng là ông Xá Lợi Phất thấy trong Phật tánh thanh tịnh nên mình là thấy bằng cái ốc của mình, bằng cái kính chỉ dòng. Nhưng mà tại sao lại có nhiều người nói là thấy trong Phật tánh là thấy bao la trùm khắp? Thấy mà thấy như cái kinh dòng này vậy nè, khi mà Đức Phật có của Như Lai thanh tịnh thiền ra thì nó có cái lực thanh tịnh thiền, thì cái lực thanh thiền là Đức Phật cố ý này, bởi vì cái ông kia đó ông có công đức ông mới nhìn được, cái bộ thanh tịnh thiền đi nhưng mà ông không công đức ông nhìn được, thì ông sẽ là pháp cái nhìn thấy xuyên qua cái này, giống như người ta anh mù mắt anh nhắm mắt và người ta đóng cái mắt của mình kéo một cái là thấy xuyên cái này, thì kiến nhậu trần diễn trần nó cũng thấy cái chỗ này. Khi nào Như Lai của tịnh tịnh thiền, bởi vì tại sao Đức Phật không làm đâu, tại vì cái quy luật nó quay mà thì ông dư là một giây nào đó để cho cái quy luật nó không có để nó hoàn toàn cách làm, nó không thể mà dựng được, bọn chỉ dùng xoay một cái xe cái đầu đò để đi thành tạo thành cái ống thì cái mắt con này mới nhìn thấy được là đó hết, thì đó là quy tắc vậy. Nhưng mà cái người thấy cái điều ra đó là phải có con nước lớn mới thấy được. Còn Phật cũng áp dụng này là để chứng minh rằng ta đã biết nó vậy đó, bây giờ ta nói với nhau nghe và thôi là phương tiện cho mấy ông thấy. Mấy nhà người mà chỉ có ông thấy mà ông thấy đó thì ông mới học lại cho mấy kia nghe, chứ đâu có ai thấy đâu. Còn cái gì còn thấy trùng khắp gì, cái trùng khắp này có nguyên do thế này. Tất cả ai mỗi con người, bởi vì hồi đó tánh Phật vô đây mượn thân người thì ông thần chủ thế giới gọi là chủ dòng trần ông cho ông nên tất cả những người vô đây nói là học thì tôi học nguyên văn cái câu thế này. Họ vậy chứ tánh Phật vô đây với anh mượn bao lâu thì tánh Phật nói là tôi mượn lên tạo công đức như vậy thôi. Tôi nói thôi ông đã tụng tin 100 năm vô ông đạo cũng nói chút xíu bây giờ ai là ở ngoài là đủ đó. Thì bắt đầu thì ông Phật Viên Nam ở bên kia ông ứng thân tới để ông làm chứng là nếu mà tác phẩm này vô mà không chịu ra tôi sẽ phân thân đến tôi kêu về để mới cho vô. Thì chưa cho vô là ai kiểm soát cái này, chính cái chỗ này nó nói ra cái chuyện mà thấy mình mong này là ai biết không, là trưởng dòng tộc có đề cử một vị thừa hành mà trong các đạo gọi là gia giá nha, theo dõi cái thánh Phật này làm cái gì làm ơn á, thì nhân ra tạo cái gì thì trong cái thánh người, khi thánh người hình thành rồi nó sẽ chứa trong cái thánh người á,
thì ông mới làm, ông á, ông phải quan sát coi thành cái gì, người ta nên ta tạo cái gì phải đưa tới cái chỗ đó, à, thành ra cái người cái cầu thì cái cầu thấy minh không, tại vì cái nhân quả mà cái đất nhân quả, thành ra ông mới ngồi thiền, ông chỉ muốn thấy minh mông, thấy tính thất phật này cái đó, là ai làm trên cái thế giới nào phải làm, trên cái tam giới nào không làm được, thì ông thành từ hai có bổn phận là này, nó muốn quá mà tôi cho nó thấy, cái đó là gì? Thấy bằng cái tánh thần, nó nói đúng bằng cái tánh thần, nó mới ra cái này, là bởi vì thành ra tôi nói cái này á, ông A là hán chính cái chỗ này, còn thấy minh mông thấy thanh tịnh, ông thành là thôi chứ ông ta là đâu nguyên tắc, thì bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật có vậy, trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói vậy, nếu mà người nào mà thấy mà chứng thánh thì đó là kẻ tài, nên nhớ về đọc kinh Kim Cang là ra ai mà thấy mình chứng thánh chứng đệ như là tài là sao? Là ông Phật ông biết cái đó là cho ông thành cũng làm, chứ không phải là sự thật đâu. Nó đừng có thấy mà thấy minh mông mà ha, đó là mấy người tương tiểu thừa dính cái chỗ này. Còn thiền tâm nó chỉ cái này để gì nó phá. Bởi vì thành ra tất cả những vị A La Hán mà muốn lại đây tu mà nói thành A La Hán ra đây, tôi bỏ tôi ngài mấy cái thì dính kiêu ngạo. Tôi nói thiệt, tôi đưa ra những cái công thức mà bây giờ nói gì, nói chung tôi không ngại, bây giờ tới đi họp đầu đàng hoàng ha, tôi hỏi mấy câu trong đó rồi làm biên bản đàng hoàng, mà tôi chỉ hỏi trong đầu Phật thôi, nếu mà không trả lời tôi làm thua rồi đừng có cãi nữa, chứ đầu nó cãi tới chiều cũng được, phải cho nó kết thúc đàng hoàng. Thì con nhớ là thấy cái này là hoàn toàn do một vị thần quản lý tánh của Phật á, thần của mình nó là, nếu có ai khác mà cái này từ xưa không ai nói đâu. Bây giờ có thể cái này có thể là con là người hỏi lần thứ nhất khi công bố quyền ý ra, chứ trước nó chưa ai hỏi con. Đấy là gì? Rồi bạn tiếp đi. Cho con hỏi tiếp là con nghe thầy dạy á, người muốn trở về Phật giới, nếu không được một vị Phật theo sát giúp đỡ thì người này chắc chắn không về Phật giới. Thì cho con hỏi làm thế nào biết được có một vị Phật theo sát giúp đỡ mình? Ý nói là một người muốn chơi Phật giới thì phải có một vị Phật luôn theo sát mình để giúp đỡ mình. Vậy thì mình làm cách nào để mình biết là vị Phật đang theo sát mình? Dạ, cái này đã bắt đầu có đôi này. Ngày xưa con vô đây cũng cho một vị Phật giới thiệu con thôi. Mà bây giờ thì ông Thích Ca nói thì ông vô đây là phải gần 8 tỷ năm. Còn con mà chắc là nó bốn là đâu, bởi vì trong truyền thuyết đó có thể năm chục năm, một tỷ năm, chúng mình đơn giản, một trăm tỷ năm được. Cái ngày đầu tiên mà vô thì không biết ông Phật nào đó giới thiệu con vô, thì là con chỉ cần muốn để tất cả về, đừng có ai biết thiền tông nha, mà cứ mong thần và con muốn giải thoát, tôi bảo đảm thì mấy ngày có người sẽ tôi biết ai nhưng mà chỉ đi để tới thiền tông, cái đó là thấy, bởi vì cái vị Phật mà đường khi mà con chỉ cần hé mở được muốn về Phật giới chắc chắn là vị Phật thì rồi là cái Phật đó là cái vị Phật ngày xưa dẫn vô đó, vô dòng tộc cứ dòng tộc chừng nào thì chán dễ thì chán đi tông ba thì dẫn mình đi, nhưng mà tôi nhớ là đi phải khi mà quyền ký được công bố ra tôi mới nhận được, nhưng mà không công bố là chỉ không biết được đâu, bởi vì ông chỉ là nhờ con người thế gian này nói ra thì con người thế gian mới nghe được, chứ nếu mà người cái chuyện bây giờ nó thì đỡ cái thiền tâm là không công bố ra đó, chứ có ai chỉ chuyện không được, nó sẽ có được đâu. Thì con nên nhớ là hồi lại là cái vị Phật đó là đã dẫn con vô, bây giờ con chán mà con bây giờ được hơn là trên đây thì chắc chắn nếu con quyết chí tu thì chắc chắn con gì còn đâu phải giúp đỡ con từ đến khi giải thoát mình ha. Còn nếu mà lập con mà vô lợi dụng cái tiền tâm này thì coi chừng đi nữa đi tiếp chứ không có chết gì đâu, không chết chỉ luân hồi thôi chứ không chết.
truyền thiền thì Đức Phật có đến chịu suốt buổi lễ để chứng minh và thay thế giúp đỡ những người đạt tiến mật tâm ạ. Và khi một người được truyền tiến mật thiền tâm nhưng mà không có mặt trong buổi lễ thì người này được Đức Phật theo sát và giúp đỡ mà. Khi mà làm lễ truyền thiền đó, thì Đức Phật có tới chịu hết cái buổi lễ hay không ạ? Cái điều thứ hai nữa là những cái người mà không đến tham dự đó thì Đức Phật có giúp cho những cái người này hay không? Có tham dự thì chắc chắn hơn, còn không tham dự thì hơi xui. À, cái đó vậy mình thôi. Bởi vì khi mà mình tham dự thì tất cả là nói thật nha, những người được truyền thiền là tất cả những vị Phật mà đã giúp đỡ cái người đó, ngược tới để theo dõi quan sát, và đồng thời Tích Ca phải đến đây là chủ trì cái này đó. Bây giờ chồng thiền nó đưa tới đây, long nữ đã công bố ra rồi, không tới đây còn ở phần chứng đi chứ không phải là bỏ cho tôi bơ vơ đó. Có hết và tất cả những người được truyền thiền là tất cả những vị Phật đến chính kiến đây, là bây giờ tôi đã giúp ông bà đã hoàn thành sứ mạng thì thôi giờ đi nha, đi từ nào ấy lên từ đó quay đầu hãy đi luôn á, có hết chứ phải không? Nhưng mà cái này nếu mình nói ra nó thuộc về uy tín không có nói được, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là lại, tại vì nói thật cái chùa này nếu mà không có Thích Ca biểu trợ xin lỗi nó đốt cái chùa này đâu, chứ không có chùa nào mà ngang cái kiểu này tu thần Phật rồi mình thực cả cái giới không nói cái này, tại sao cái chùa nhỏ xíu giá này nó phải có lý do, nhưng mà tại giờ nói hỏi đồng bộ tôi nói tôi nghe cái sự thật đó, mình căn cứ vào Thích Ca nè, khi mà Thích Ca mà ông ngồi thang mấy tiếng ông nói chẳng lẽ ông ở ngoài như thế nào, tự nhiên ông không tao liền đâu muốn về không đâu chỉ tạo luôn cứ đứng lên trong ông đầu không chạy tạo không đứng được, bây giờ một vị Phật ra đời nó như vậy trực tiếp tạo không đứng, chứ ngày xưa muốn thành Phật tạo không đứng, cứ đứng rồi đi lên chỗ khác tạo ở đây lên kia là dạy đó rồi mới trở về để làm đó. Bởi vì mình ở đây nó khác với Thích Ca, ông Thích Ca đó là sơ khởi của một cái vị Phật của 10.000 năm, còn mình ở đây bây giờ cái công bố vị ký ra là ai cũng về Phật giới coi theo công đức này mà về, nó khác với Thích Ca. Còn Thích Ca đó, ông về bởi nó có nhiệm vụ một theo dõi cái dụng cái hồn thiền này nè, còn mình bây giờ về thôi thành tinh luôn, về bởi gọi là muốn ai muốn giúp ai muốn giải thoát thì kiến là tới thôi, gọi là mình bên đây là nhiều Phật giáo thì gọi là lộn Phật cách, còn Thích Ca nó lộn Phật triệu á, nó nguyên tắc nó vậy đó. Ở thế thì người không tham dự thì nói rồi nó xui vì cái tham dự này thì cứu Phật mà giúp người đó tên tự là tên cây giỏi nó hình như nó có cái sĩ số nó về một cái cao hơn nha, còn nếu mà người không tham dự cái sĩ số nó rất thấp mà do cái quyết chí của mình á, còn mình không có tham dự không mà quyết chí có nha. Rồi còn hỏi thế thì con hỏi là không biết là khi mình có nhiều công đức trong đấng Phật